tổng thống philippines aquino ngày hôm nay trong chuyến công du nhật bản cho biết nước này đang trao đổi với các nước asean đặc biệt là các nước có liên quan đến tranh chấp trên biển đông gồm việt nam philippines malaysia brunei để tổ chức một cuộc họp chung nhằm tìm ra cách thức đối phó với một trung quốc ngày càng lấn lướt trong đòi hỏi chủ quyền phi lý ở biển đông Ông Aquino cho biết Philippines luôn thúc giục Trung Quốc tuân thủ tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời hy vọng ASEAN và Bắc Kinh sớm hoàn thành bộ quy tắc ứng xử (COC). Tổng thống Philippines nhấn mạnh rằng giải pháp cuối cùng cho mọi mâu thuẫn là tuân thủ luật pháp quốc tế và đàm phán hòa bình. Nhật và Philippines đang thắt chặt quan hệ an ninh trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh phát triển quân sự và tỏ ra hung hăng trong những tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng ở Biển Đông và Hoa Đông. Các chuyên gia phân tích tin rằng Philippines đang tìm kiếm hợp tác với các nước mạnh ở Thái Bình Dương để đối phó với sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực, đồng thời tìm tiếng nói ủng hộ từ các quốc gia Đông Nam Á trong vụ kiện lên Tòa án quốc tế về vùng đặc quyền kinh tế giữa Manila với Bắc Kinh trên Biển Đông.